Hello tất cả các bạn. Video này mình sẽ chơi 8 tựa game trên iPad nha. Chúng ta sẽ cùng vào game thôi. Game đầu tiên là game Cowboy. Mình là game Cowboy nha em. Cowboy miền Viễn Tây. No, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rồi, internet đã được. Chúng ta mày có internet. Khốn, thật là khốn nạn cơ mà. Nó không cho thử lại mà nó bắt thoát ra vào lại ra. Đang chiên cá. Đồ họa khá là đẹp, một chú ngựa, một thằng cowboy cầm quả súng. Nhập chúng ta điểm danh hàng ngày các phần thưởng hàng ngày các bạn là một túi đồ chặt cây à, chặt cây nào đó đốn được mỗi cây à, đây có gì đây, ngô các bạn, chặt chặt nào, chặt nào, một sợi tơ, chúng ta kiếm rất nhiều đồ. Đây là khu nhà của mình. Không được. Một giếng nước vậy. Lấy. Thế là có nước uống rồi. Đưa em khốn nạn thôi. Của bạn đây, tôi đã lo lắng. Cái tên quen thuộc Molly. Cái tên quen thuộc. Đi đến thị trấn nói chuyện với cảnh sát trưởng. Nhận thưởng từ cảnh sát trưởng. Những tên cướp đã nhắc đến tên của chị gái tôi. Tôi nên đến thị trấn và hỏi cảnh sát trưởng xem liệu anh có biết gì không. Đó, đi đi. Cho nó đi đến thị trấn rồi. À, thì như trồng ngô rồi. Trồng ngô rồi các bạn. Mình sẽ trồng ngô ở đây nha. Con thỏ rừng. Một con thỏ rừng chết ở đấy từ bao giờ đấy. Vàng ở đây vàng. Gì đây? Ui, khoáng thạch này. Nhưng mà chúng ta cần có cốt chim các bạn. Cốc chim đây gì à, mình đã làm được một cái cốc chim để cuốc đông đá rồi nha, xem cuốc ra được cái gì không. Wow, ba quặng đồng beautiful, một hai three four five six, đập xích phát thì mới được. Mình đang cầm khẩu súng. Khẩu súng này chúng ta chả sợ bố con là nào. Yeah. Tài nguyên này. Nhận nào. Thôi, mình sẽ chuyển sang game khác nha. Game tiếp theo, Catbit. Cát Bill Yumi. Vào rồi. Thôi nhỉ, đây phần này mình đang chơi map 10. Ái ồ. Đi đúng đầu. Lên đây. Chịu. Lên đây nhá. Ái ồ, ái ồ. Ôi. Lại nhà không chạm vào đấy à? Trường hợp này tôi chưa gặp bao giờ. Đấy, tí gãy cổ. Bay. Bay sang đây này, lên đây này. Chúng ta sẽ làm ăn nhanh hết cỡ nha. Bay này, bay lên trên này, bay này. Đập lên này, đập lên này, đập lên này.
lên đây nhá. Chúng ta một con chim đi đâu đấy nhỉ? Đây rồi, nhặt được một chiếc vương miện nha. Rồi, về đích rồi các bạn ạ. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi, mình sẽ chuyển sang game khác nha. Game tiếp theo nào? Game này như là game tìm đồ vật hay sao? À, tìm điểm giống khác hay sao các bạn? Đây, đúng rồi, 5 điểm nha. Thật là khó nhỉ. Một nha. Hai nha. Ba nha. Bốn nha. Và năm ở đâu đây các bạn? Năm. Sẩy. Hay gọi tôi là mắt thần. Cao thủ. Tiếp theo nào các bạn. Rất là khó. Đây chính là điểm thứ nhất này. Thứ hai đâu rồi? Thứ hai đâu rồi? Này phải thật là chú tâm mới nhìn được. Không đơn giản như đang rổ đâu. Hai đây này. Thứ ba. Tôi nghĩ thứ ba trong cái vùng này thôi. Thứ ba mới tìm được 2 điểm các bạn. Chúng ta thật kỹ lưỡng, ấn sai là bị trừ nha. 3 đây rồi. Còn 1 phút các bạn ạ. À. 3, 4 này. Còn một cái cuối cùng. Đây rồi. Chính là nó. Hoàn thành cấp độ 5. Tiếp tục nào. Cao thủ nó phải khác. 1. Và bắt tìm điểm thứ nhất luôn. 2. 3. 4. Sới nhanh nhau. Đấy, 5. Ôi dồi ôi. Đẳng cấp nó là máy mai các bạn. Tiếp ạ. 1 và phát tôi nhìn thấy một điểm luôn. Đấy đây bạn. Giờ trừ điểm của mình nhờ mình ấn đúng vào đấy rồi. Chả thật đấy. 3 đây rồi. 4 đây rồi. Một điểm cuối cùng anh em ạ. 5. Đẳng cấp ạ. Chưa đến 1 phút mình đã hoàn thành. Thôi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang game khác nha. Game tiếp theo là Pool. Pool gì đây? Game này thì mình sẽ rút cây cho những quả bóng này. Đi xuống được cây cầu. Poco này. Nào, đây mình sẽ rút cho những cái này xuống được nha. Đây, xuống nào. Đây là những cái bóng ngô các bạn ạ. Đầy áp hũ luôn. Rút từ trên xuống là được nha. Đó. Đây mình rút từ trên xuống rồi. Thế nào. Uầy. Một quả mìn các bạn ạ. Đây mình đã chọn này. Quanh cho hướng này. Tuyệt vời. Một đã xong. À, bên này nữa. Trời ơi, còn một tí bên này các bạn ạ. Chán thật sự. Tí này không nhìn ra. Đây, đây, đây. Rút này ra xuống nào. Bam. Tiếp theo. Cho người xuống đi. Đúng. 100%.
Tiếp theo là các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho hai quả bom lên nổ nhá. Và cho cái quả ngô này xuống đó. Chuẩn men. Bang. Tiếp đó mình sẽ vẫn cho hai cái quả bom này nổ. Rồi. Thế là xong. Tiếp theo mình sẽ chuyển game nha. Tiếp theo mình chơi sẽ là một game xe tăng các bạn ạ. Game này có lẽ phải mẹ. Tank Party. Welcome back. Play. Ơ. Sao lại server may về full á. Đầy server á. Chuyện này sao có thể xảy ra nhỉ? Đây là xe của mình. Uầy. Play nào. Oh no. Sao lại có thể đầy được nhỉ? Không được các bạn ạ. Server may be full. Hình như server này full rồi. Nên mình sẽ quyết định là chuyển game nha. Đi. Sẽ đi đây. Bùm. Vào thôi. Tiếp theo. Vừa này. Cửa nào. Mình sẽ chơi cửa 6 này tiếp. Đây là cái gì nhỉ? 5 châm à? Cái 5 châm này là mình dễ đi hơn thì phải các bạn. Nhưng mà... Uầy. Không phải là đơn giản đâu. Tôi phải ăn này. Oh my god. Tôi ăn như này đó. Đây đây nào. Có lẽ là phải sang bên này đúng không ạ? Đây sang bên này. Tuyệt vời, bắn mạnh nó vẫn ép được vào nha. Tiếp nào. Đây. Đi ra đâu đấy. Đi ra đâu nhẹ nhàng thôi. Đó, đẳng cấp chưa. Tiếp, đẳng cấp của một dân chơi. Xem nào. Trước tiên là mình sẽ phải sang bên này. Lên đây. Sang đây. Sang đây. Lại lên đây và vào đây. Oh my god. Vào đây. Lên đây nào. Sang đây. Đó. Nó sẽ đẩy chúng ta vào. Rồi nhá. Tiếp theo mình sẽ chuyển game khác thôi. Game này là game con chó. Những chú chó. Đó. Tiếp nào, mình sẽ chơi luôn map giành cúp này đi.
Nhiệm vụ của chúng ta sẽ 2, 1. Đây, nhiệm vụ chúng ta là đổ nước vào những cái cây này. Gì nhỉ? Cái này nó gì mà nó sủa này, tôi biết ngay con lợn này nó sủa mà. Đi cho các chơi nhau. Ôi thằng kia gầm cái nó đang quay lên này. Đi cho các chơi. Mình đang... ui. Nó giờ mình phải đi lấy nước cho nó rồi. Tàu gầm có mạnh thế nhỉ? Có một thằng gần vượt mình rồi. Thêm một cái, ba cái rồi. Mình sẽ yên yên chơi xong rồi mình sẽ không đi tranh cướp mẹ nói. Mình được tiết chớp các bạn ạ. 4 cái rồi. Hết tiết chớp rồi còn đâu. Năm cái. Xin phép về cái đích nha. Chúng ta gầm một phát là chúng nó sẽ phải tắt điện ngay. Ôi ô, 6 cái. Mình được vị trí top 1 các bạn ạ. Cây nào cũng có phần của mình luôn. Tổng cộng là mình được 14 điểm. Quá rực rỡ luôn. Skip. Một sao nhỉ, hơi đáng tiếc nhỉ. Thôi, tiếp theo mình chơi game khác thôi. ZF3D có lẽ là một game bắn giòm. Rồi, play luôn. Mình sẽ đi quẩy vài con giòm nào. Bam. Xem đây là phần gì đấy các bạn. Zo Headshot. Headshot. Tiếp nào. Bọn này có thể vào nhanh hơn nữa được không? Boom. Sới, bắn thế mới gọi là bắn chứ các bạn. Mấy thằng béo à. Mấy con giòm béo này. Vào đây. Trời ơi. Hết thời gian nếu bạn à. Chúng ta hết thời gian nên mình đã phải chuẩn đi. Ok. Để boss mình đã chơi phát này. Không được rồi. Gì đây? Chúng ta vào khu Z này nào. Support. Và cái này chúng ta phải hỗ trợ cái gì đó. Quay quay né này. Né hộ.
Mình nghĩ bắn vào đầu thì chúng nó sẽ chết luôn. Né hộ. Bắn này nó cho chuẩn. Ui ui ui, mấy thằng béo, mấy thằng béo tha mạng. Ôi không, mấy anh béo tự dưng chạy đâu ra nhiều thật thế. Chúng gọi tem đến. Rồi còn đây mình kết thúc video tại đây rồi. Chào các bạn nhé.